Buổi sáng hôm nay chúng ta lại được ngồi thiền cùng với nhau. Đó là một món quà rất là quý giá để cùng tạo động lực, truyền năng lượng bình an cho nhau. Và chúng ta được hướng dẫn bài thiền tòa, một bài cũng tương đối khó, nhưng mà nó là một phần quan trọng của thiền tập Vipassana. Đó là chúng ta hãy quan sát kỹ vào đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc, là đề mục chúng ta chọn lựa. Và những gì xảy ra trên cái đề mục đó đó, dù là nó như thế nào, thí dụ như là hơi thở. Hơi thở có thể là mịn màng nhưng mà cũng có thể hỗn hển. Nó có thể dài, nó có thể ngắn, nhưng mà không sao cả, chúng ta đón nhận hết. Và tới đề mục về tâm là khó hơn nữa. Đó là chúng ta hôm nay được hướng dẫn quan sát tâm quan sát của mình. Tâm quan sát hơi thở hay là tâm đang hành thiền, thì tâm này đang như thế nào? Nó có thể hơi giật giờ, hơi buồn ngủ, tối hôm qua ngủ không ngon chẳng hạn. Tâm nó hơi lờ đờ, nó không quan sát rõ ràng, tức là nó có hơi hướng của tâm si. Hoặc là tâm mình đang phóng dật, tức là đang phóng đi, nó đang suy nghĩ lung tung, gọi là tâm trào cử. Tâm buồn ngủ là tâm hôn trầm. Hai trạng thái rất là trở ngại trong thiền tập. Và mình thường sẽ có khuynh hướng là muốn loại trừ hai cái tâm đó. Mình không muốn nó có mặt. Chứ mình muốn cái gì? Mình muốn tâm mình nó phải bình an cơ, phải rất là sáng, ngồi xuống là tỉnh liền, là trong liền, là thuần khiết liền, là không có một chút phiền não nào hết. Thì cái này trong thiền tập gọi là thái độ sai. Để chúng biết rằng là để có thể thực tập chuyển hóa, ít nhất là trong đạo Phật, trong thiền tập, thì Đức Phật nói là mình cần có hai thứ vô cùng quan trọng. Một là bản chỉ dẫn đúng, hai là thái độ đúng. Tìm được một phương pháp chính thống do chính Đức Phật dạy, do truyền thừa một cách nguyên chất, mang tới những kết quả rất là thiết thực giữa muôn trùng kinh điển, giữa rất nhiều phương pháp, thì đã là một điều vô cùng khó rồi. Nhưng mà ngay khi mình có được phương pháp đúng mà mình thực hành với một thái độ sai, thì nó không những không có kết quả gì mà đôi khi phản tác dụng, tức là tác dụng phụ là rất lớn. Chúng ta hay nói hành thiền mà tẩu hỏa nhập ma, có khi là vì sai phương pháp, nhưng mà có khi là đúng phương pháp nhưng mà là thái độ sai. Đó là lý do tại sao mà chúng ta muốn hành thiền sâu quá, phải cần có người đi trước hướng dẫn. Đức Phật hay là các vị thiền sư hãy khuyên chúng ta là muốn phát triển trí tuệ, đi sâu vào bên trong, tìm con người chân thật của mình, thì mình nên xách gói đến thụ giáo với một vị thầy có kinh nghiệm một thời gian dài. Đối với các vị xuất gia thì Đức Phật khuyên là phải 5 năm thì mới được rời người thầy đó mà tự thực tập một mình. Mình tự tu thì mình chỉ có sự nỗ lực tinh tấn, sự khát khao muốn giác ngộ. Mình có thể sẽ bị rơi vào cực đoan, cái muốn gì đó nó thái quá. Mà trong thiền tập hay là sự thực tập chuyển hóa của đạo Phật
là chúng ta phải cô lập hóa hay là chuyển hóa tham sân và si, tức là ba hữu chất độc tạo nên đau khổ cho con người. Nhưng mà nhiều khi trong thiền tập chúng ta lại vô tình phát triển tâm tham, tâm mong cầu. Đó là mình muốn tâm mình nó phải thế này, thế kia, thế nọ theo ý của mình, trong khi nó diễn ra theo một cách khác. Hôm nay chúng ta không được khỏe như là mọi ngày. Nhân duyên trong người chúng ta nó đang bị xáo trộn, cho nên là mình ngồi thiền không có chất lượng. Nhưng mà mình ngồi thiền là mong muốn phải có chất lượng. Mình muốn tâm mình nó phải định, phải an. Cái buông đó chính là tâm tham. Nhiều người mới bắt đầu thiền tập nghe điều này thì hơi khó chấp nhận, vì mình thiền tập là để cho tâm an, cho định tâm mà. Không phải. Đó là một cái nhu cầu của cái người đang không an thôi. Nhu cầu của một người chưa định thì nhu cầu đó cũng có thể là chính đáng, nhưng mà nó chỉ là giải pháp tạm thời, mang tính đối trị. Để đi sâu vào thiền tập thì chúng ta phải gỡ cái muốn đó ra. Chúng ta học cách chấp nhận tâm bất an của mình, tâm còn lộn xộn của mình. Ở đây thỉnh thoảng thầy hay hỏi các em học viên là hôm nay con có ổn không? Thì em ấy trả lời là thưa thầy, hôm nay con không ổn, nhưng mà con đang thực tập quan sát nữa. Thì thầy nói như vậy là được rồi. Là một học viên cũng là một thiền sinh đi về cái hướng chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, thì nó sẽ rất khác với lúc ban đầu. Hoặc là có những lúc tâm mình nó dao động dữ dội, đầy biến động, thì mình có nhu cầu cần tâm an. Còn khi tâm mình nó đã vững lên một chút, đã an lên rồi, nhưng mà thỉnh thoảng nó có chút bất an thì có sao đâu. Có chút xáo trộn, có chút. Như là hôm nay cái giọng thầy nó cũng không được tốt như mỗi ngày, cho nên là cũng chấp nhận nó là như thế. Thì mong đại chúng cũng hoan hận, hoan hỷ chấp nhận nó là như thế. Vì thầy Minh Niệm cũng không phải là cái máy, và cho dù là cái máy thì nó cũng có lúc nó cũng hư hỏng, lúc nó cũng xuống cấp, cho nên là thầy Minh Niệm cũng có lúc cơ thể không được ổn, giọng nói không được ổn, kể cả tâm lý nữa đó. Chúng ta không thể mong muốn mọi thứ tuyệt trần nhất hết dành cho mình, vì cái mong muốn đó nó có thể đưa tới đau khổ. Đức Phật nói nguyên nhân khổ đau là do mong cầu, từ những mong cầu dư thừa, vô lý, đến cả những cái mong cầu hợp lý, cần thiết, nhưng mà nó không đúng thời niệm, hoặc là nó quá sức của chúng ta. Vậy nên là không nên nuôi dưỡng phiền não trong lúc hành thiền bằng cách là đặt ra những cái mong muốn. Chúng ta chỉ nỗ lực tinh tấn, chúng ta chỉ thực tập đúng theo những gì hướng dẫn, rồi cái gì xảy ra nó cứ xảy ra thôi. Và chúng ta tin rằng chúng ta có đủ bản lĩnh, đủ nội lực để có thể đón nhận những gì xảy ra trong thiền tập. Không có gì kinh khủng lắm đâu. Khi mà tương tác với đời sống, với môi trường thì mới đáng sợ, chứ còn trong thiền tập thì không có gì đáng sợ hết. Chỉ có mình đó thôi. Chỉ có những cơn phiền não. Nhưng mà vì nó không đáng sợ là do chúng ta đang hành thiền ấy. Chúng ta đang xây dựng nội lực từng chút. Và khi chúng ta nhìn về phiền não thì chúng ta có thể mạnh ngang bằng với phiền não, hoặc là còn mạnh hơn nữa. Cho nên chúng ta hãy tin rằng là chúng ta đủ sức để đối phó, để đương đầu. Phiền não không có
đè bẹp, không có tấn công chúng ta như là mỗi ngày. Mỗi ngày mình nhìn vào cơn giận, nhìn vào nỗi buồn, nhìn vào nỗi sợ, là nó có thể nuốt chửng chúng ta. Là tại vì chúng ta không có đủ năng lượng để ứng phó với nó. Chúng ta dùng quá nhiều năng lượng để ứng phó những việc khác trong ngày rồi, cho nên chúng ta thường dưới cơ, dưới sức của phiền não. Còn trong thiền tập thì chúng ta khác. Chúng ta bơm đầy năng lượng. Chúng ta ngồi đối diện thẳng với một tinh thần là sẵn sàng đối mặt, sẵn sàng mở lòng ra để ôm ấp những phiền não của mình. Vậy nên là khi mà chúng ta không đặt ra bất cứ mong cầu gì trong giờ thiền tập thì chúng ta sẽ không có rơi vào tình trạng chống đối lại, bực bội, khó chịu. Tức là không có tham thì sẽ không có sân. Có khi mình ngồi thiền mà mình rất sân. Ngồi thiền mà sân với ai? Sân với mình. Mình tức mình. Tức mình là tức bản thân mình. Tại sao hôm nay mình ngồi kiết già mà cái chân nó đau như vậy? Tại sao hôm nay ngồi mà cái tâm mình nó chạy loang xả hết như vậy? Tại sao mình ngồi đây mà mình nghĩ tưởng tới cái người đó, tới những dự án kế hoạch? Đáng lẽ ra mình phải thuần khiết chứ, mình phải bình an chứ, mình rất là nghiêm túc trong sự thực tập mà. Thì đó là tâm phản ứng, tâm chống lại điều gì đó mà mình cảm thấy không phù hợp. Thì đó vẫn là một thứ phiền não, mà là thứ phiền não đáng sợ. Tâm sân là cội rễ của rất nhiều tâm tiêu cực khác. Và nó cũng đến từ tâm si. Tâm si tức là tâm không có hiểu thấu đáo, tâm thiếu hiểu biết, tâm mờ mịt. Có thể chúng ta chưa nắm rõ cái thông tin đầu vào của thiền tập ấy. Chúng ta thực tập theo cách của mình, không có được hướng dẫn kỹ lưỡng. Hoặc là kể cả mình có những văn bản kinh điển hướng dẫn, nhưng mà ngôn từ nó rất là hạn chế, không diễn đạt hết. Mà mình phải nhờ kinh nghiệm của các vị thiền sư, những người thầy có kinh nghiệm để chỉ cho mình thấy, cho mình biết cái thái độ đúng của thiền tập là gì, thì mình thực tập mới có kết quả được. Một buổi thiền tập có kết quả không hẳn là ngồi đó tâm bình an, tâm không suy nghĩ, tâm không vọng động. Ngồi đó có nhiều niềm vui, đó cũng là một thành quả, nhưng mà nó không đáng kể, nó không quan trọng bằng cái buổi ngồi thiền đó. Tuy có nhiều phiền não, nhưng bạn nhận biết, nhận biết liên tục, nhận biết suốt tiến trình phiền não sinh khởi, hình thành và kết thúc với một cái tâm không chống đối. Mà kể cả mình có chống đối đi thì mình cũng phát hiện ra được cái tâm chống đối đó luôn, rất kịp thời, rất là hay. Đó chính là sự giải thoát. Giải thoát là vậy, giải thoát ra khỏi những phiền não. Mình giải thoát ra khỏi áp lực của người khác, sự ràng buộc của người khác, của hoàn cảnh, của thành bại hơn thua. Nhưng mà khi mình đi vào thiền tập thì mình lại bị ràng buộc theo một kiểu khác. Mình mất tự do theo một kiểu khác, đó là mong cầu mọi thứ xảy ra theo ý của mình và chống đối lại những cái gì không theo cách của mình. Có khi mình là một Phật tử hay là mình là một người tu theo Phật giáo, nhưng mà mình lại không có được hướng dẫn kỹ lưỡng, không có tập trung vào cái sự thực tập đúng đắn. Chúng ta được nhẹ nhàng, được thấy mình tách ra khỏi trần lụy, chúng ta cần có tiếng chuông để tĩnh tâm. Đó là những cái hình thức hỗ trợ thôi. Hoặc là chúng ta phải ngồi yên xuống, xếp chân lại thì tâm nó mới dễ định. Nhưng mà trong tất cả những hình thức đó mà thiếu cái sự quan sát tâm, không thấy được tâm mình. Mình làm là để đối phó, để trình diễn, là một cách vô thức, thì là sai phương pháp, là không mang lại kết quả gì. Cụ Nguyễn Du có một câu rất là hay là
không tu mà cũng như tu mới là, mới là tu. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành. Tu mà không có kẹt vào hình thức tu, mà cái tâm tu thì đó mới là tu. Chứng mà không thấy có một cái ngã đang chứng thì cái chứng đó nó phải thật. Còn chứng mà mình thấy mình chứng mà thấy mình hay, cao siêu, rồi mình kiêu ngạo tự hào, mình coi thường người khác, thì cái đó là cũng là chứng, nhưng mà nội chứng thôi, chứ không phải là thực chứng. Thực hành cũng vậy. Thực hành làm sao mà người ta không có thấy mình đang thực hành, không có cái hình thức thực hành. Cho dù người ta có thấy thì đó không phải là do mình phô diễn, mà bên trong mình nó có cái sự thực hành, nó có sự dịch chuyển từ cái tâm rất là tham, rất là sân, rất là si, mà mỗi ngày bớt tham, bớt sân, bớt si là thực tập đúng hướng theo truyền thống Đạo Phật. Thì cụ Nguyên Du mới nói là không tu tức là không có dựa trên cái hình thức tu, nhìn thấy không có ra vẻ tu gì hết, không có đạo mạo, không có lên đời, không có màu mè hình thức tu gì hết. Nhưng mà ở bên trong thực sự là tu, có một sự chuyển hóa rất là lớn. Mỗi ngày khiêm nhường hơn, lòng bao dung hơn, nhiều tình yêu thương hơn, mỗi ngày sống với tâm hỷ xả, tâm độ lượng hơn, thì đó chính là tu rồi. Dĩ nhiên là nếu có thêm môi trường, có thêm đoàn thể, có thêm phương pháp, có thêm người thầy hướng dẫn thì tuyệt trần. Thì cái việc tu luyện nó sẽ dễ ra, diễn ra dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu có thầy, có bạn, có phương pháp mà nó chỉ là hình thức thôi, nó cũng vẫn chưa đi sâu vào nội dung, chưa đi sâu vào cái sự, cái cốt tủy, thì là thất bại, thì không mang lại nhiều lợi ích. Không tu mà cũng như tu mới là, còn không tu mà cũng như là không tu chẳng tu gì hết. Phải có cái hoạt động, phải có cái công phu ở bên trong. Mà muốn như vậy thì mình phải đi vào bên trong, mình phải nhìn thấy tâm mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Mình tập ngồi yên rồi định tâm trên hơi thở, quan sát hơi thở vào ra. Cái đó cũng chỉ là phần phụ thôi, phần chính đó là nhìn thấy tâm. Và khi mình nhìn vào thì mình thấy một bãi chiến trường. Từ xưa nay mình chưa từng đi vào bên đó, để trong đó để mình nhìn thấy nó luôn luôn phân luồng giữa mong muốn, đòi hỏi và chống cự, loại trừ theo cái bản năng tự nhiên. Bản năng của mình là bản năng sinh tồn, cho nên mình đặt ra rất nhiều mong muốn, gọi là những mong muốn dư thừa, và nó là sản phẩm của tâm si, tâm vô minh. Vì mình không có hiểu bản chất của đời sống, mình không có hiểu được hạnh phúc chân thật là gì, cho nên là mình đặt ra những cái mong muốn quá sức là vô lý, không cần thiết. Và mình dành cả phần đời của mình, thậm chí là cả đời, để phục vụ cho những cái mong muốn đó. Và khi những cái mong muốn đó không được thực hiện, không như ý mình, thì mình sẽ chống lại, sẽ phản ứng, loại trừ. Một mặt là mình nắm bắt rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, một mặt nghịch duyên đó. Khi mình thực tập được như vậy đó, thì mình mới bắt đầu ứng dụng vào trong đời sống thành công. Vì trong đời sống thì chúng ta vẫn thường đi theo cái bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ của mình, tức là phục vụ cho tâm tham và tâm sân.
Vậy nên là mỗi khi có thuận duyên thì chúng ta nhảy nhót, chúng ta trào lộng, chúng ta vui sướng hạnh phúc, cười hả hê, rồi đồng nhất vào những cái thuận duyên đó. Và khi nghịch duyên xảy ra thì mình như thế nào? Mình chống đối, loại trừ, gầm rú, la hét, phản ứng rầm rầm, lên án, buộc tội, phán xét. Người đó họ có bao nhiêu cái hay vậy? Mà chỉ cần họ sơ sức một chút, họ có mắc phạm một lỗi lầm, là chúng ta lập tức công kích, lập tức phê phán. Tại sao chúng ta cứ hay nhìn vào khuyết điểm của người khác? Kể cả bản thân mình cũng vậy. Tại sao mình cứ hay nhìn vào những yếu kém của mình? Và đối với cuộc đời cũng vậy. Tại sao chúng ta cứ chăm bẩm vào những cái điều bất như ý xảy ra mà mình không làm ngược lại? Làm ngược lại có nghĩa là mình chú ý vào những thuận duyên, những điều kiện của hạnh phúc, thì mình có hạnh phúc biết mấy. Vì mình có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà, phải không? Nếu mà mình nhìn vào con người mình, mà mình nhìn vào những cái thế mạnh, những giá trị của mình, thì mình tự tin biết mấy. Thay vì mình cứ bị cơn trầm cảm, những cái thói hư tật xấu nó nuốt chửng mình, nhìn vào ai đó mình thấy toàn bộ giá trị của họ, nó có khuyết điểm nhưng mà có những cái ưu điểm, những cái hay, cái giá trị tuyệt vời, không bao giờ quên, không để bị che lấp, thì mình đâu có xúc phạm, mình đâu có khinh thường, mình đâu có tấn công người đó. Trái lại, mình rất là kính trọng và yêu thương. Tất cả là do cái nhìn của chúng ta. Mà cái nhìn chúng ta nó bị chi phối bởi tâm của chúng ta. Mà tâm chúng ta lúc này là tâm si hay là tâm không si? Tức là tâm minh, tâm sáng. Nếu mà lúc này là một áng mây đang che phủ, là một bức tường thành của định kiến, của thành kiến, là phải thế này, thế kia, thế nọ mới đúng, còn như thế ấy là sai, thì chắc chắn là mình sẽ phản ứng lên cuộc đời này, phản ứng lên những người xung quanh, lên môi trường mà chúng ta sống, và chúng ta sẽ không bao giờ yên. Chúng ta luôn là nạn nhân của chính phiền não của mình. Khi mình học cách chấp nhận mọi phiền não của mình rồi, ngồi chơi với nó được rồi, thì mình mới có thể làm chủ được mọi nhân duyên của đời sống. Thuận cũng được mà nghịch cũng được. Mình có thể nhảy múa cùng với các mùa ở trong năm. Mùa xuân đến, mùa hạ sang, rồi mùa thu, mùa đông về, mình đều có thể mở lòng ra chấp nhận. Mình mở lòng ra chấp nhận được là vì mình không có quá nhiều mong cầu vào các mùa. Và thậm chí mình có thể tận dụng được các mùa để biến nó trở thành những tác phẩm diệu kỳ cho mình. Mùa xuân hay, mùa hạ cũng hay vậy. Hãy tìm cái hay trong mùa hạ, mùa thu, mùa đông cũng thế. Đều có những giá trị nhất định. Khi mà bên trong mình đã có một chút sự đủ đầy, một chút nội lực, một chút niềm tin, thì mình sẽ bớt mong chờ, lệ thuộc vào hoàn cảnh. Và khi tâm mình nó càng đủ đầy, càng phong phú, càng giàu có, càng tràn đầy sinh lực, thì mình rất ít lệ thuộc vào hoàn cảnh. Và khi mình rất ít lệ thuộc vào hoàn cảnh, thì hoàn cảnh nó có diễn ra như thế nào mình cũng chấp nhận hết. Chấp nhận nó không phải là một sự hèn nhát. Chấp nhận được là một sự vĩ đại, là một sự rộng lớn. Cái tâm nó rộng lớn nó mới chứa đựng được cái nhỏ. Còn cái tâm nó nhỏ thì nó không thể nào chứa đựng được cái lớn. Khi mình nói là tôi không thể chấp nhận được, nghĩa là mình đang nhỏ, mình đang yếu ấy. Một con mèo thì nó phải sợ một con sư tử chứ, đúng không? Nhưng mình là một con sư tử thì mình đâu có ngán một con mèo, hay là một con sư tử khác.
Vậy nên hành thiền cũng chính là quá trình để mình mở rộng dung lượng trái tim, để có thể chấp nhận mọi trái ngang của cuộc đời một cách không có đau đớn, không thương tổn. Mà trái tim chỉ có thể mở rộng khi tầm nhìn, cái thấy được mở rộng. Trí tuệ phát triển thì lòng từ bi mới có thể phát triển. Hành thiền là hành trình phát triển cái thấy, trở về với cái thấy thuần khiết nhất, đúng đắn nhất, sâu sắc nhất, chạm vào bản chất chân thật của mọi đối tượng, của chính mình và của đời sống. Thật tuyệt vời thay khi mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta đều nhớ quay về với chính mình để tích lũy nội lực, để tiếp tục xây dựng khả năng quan sát chính mình, quan sát tâm tham, tâm sân, tâm si, học cách để đối diện và đi xuyên qua nó, luôn trao cho mình một nụ cười tươi tắn mỗi khi thấy mình đang bị cuốn vào những thuận duyên. Nụ cười đó sẽ giúp mình ý thức rất rõ là mình đang làm gì, mình đang bị cái gì, và có thể dừng lại. Và mỗi khi phát hiện ra mình cũng đang bị lôi kéo vào những cái điều bất như ý, phản ứng rầm rầm, phê phán, lên án, buộc tội, thì mình cũng nở một nụ cười. Khi thấy mình đang sân, khi thấy mình đang phản ứng gay gắt, mình cũng nở một nụ cười để đem mình trở về với thực tại. À, tôi nhận ra là mình đang lại tiếp tục phản ứng, mình đang đồng nhất mình với tâm sân rồi. Lúc đó mình có thể thở vài hơi, có thể cảm nhận toàn thân, có thể ngước nhìn trời đất rộng bao la mà buông bỏ xuống cái tâm đó, để trở về với sự tỉnh thức thuần khiết mà chúng ta đáng được thừa hưởng. Hôm nay chúng ta chia sẻ chủ đề đừng đi vòng quanh. Chúng ta biết là có khi chúng ta hoặc là ai đó nói chuyện rất là lòng vòng, không đi vào trọng tâm được. Có thể là do họ mải mê diễn đạt từ ngữ, quá nhiều ý tứ ở trong đầu lôi kéo. Hoặc là nhiều khi họ cũng chưa xác định cái trọng tâm của câu chuyện là gì, bị cảm xúc dẫn dắt, bị phân tâm bởi các đối tượng xung quanh, có nhiều sự hồi hộp, nỗi sợ. Cho nên là làm người nghe không biết là họ đang nói cái gì, và nhiều khi chính họ cũng không biết là mình đang nói cái gì, đang đi đâu đây. Tôi gọi là nói lòng vòng. Cũng có khi là họ biết họ muốn nói cái gì, nhưng mà đối tượng đáng sợ quá, họ bị khớp, họ không dám trung thực với cái điều mình muốn nói. Họ phải nói dọn dẹp, rồi ăn uống, rồi chỗ ở, rồi cách đối xử của, để tổ chức, để làm việc, để làm sao cho người ta yêu thương, mến mộ, chú ý, quan tâm. Cái đó là mình đi đường vòng rồi, mình trở lại lối sống cũ, thói quen cũ. Và cái lối sống đó, thói quen đó đã làm cho mình không có nhiều hạnh phúc, làm cho mình có quá nhiều phiền muộn. Cho nên là mình không có tiếp tục chọn nữa, mình chọn một cách khác. Đó là mình muốn đến trung tâm thiền để mình được đi vào bên trong, để đi tìm hiểu chính mình, ít nhất là để có được bình an, để có được sự tự do, để có thể cắm rễ sâu vào phút giây của hiện tại. Nhưng mà nhiều người lại quên, đi theo thói quen cũ, bị cuốn hút,
để rồi lao vào công việc, rồi bị cuốn vào công việc, rồi nhấn chìm trong công việc, quên hành thiện, rồi mắc kẹt trong các mối liên hệ, các huynh đệ, rồi có buồn, có vui, rồi có vướng mắc tình cảm, rồi có giận hờn nhau, rồi cũng không thiện. Vậy hỏi đến đây để làm gì vậy? What are you doing here? Bạn đang làm gì ở đây vậy? Lâu lâu thầy cũng hỏi học trò mình như vậy. Công việc của một người chữa lành thì cũng tương tự như thế, cũng phải chăm học về tâm lý, hiểu về tâm lý, phải thực tập chữa lành những vết thương của mình ở mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng ý thức đến việc không làm cho vết thương mình lớn rộng ra, phải làm cho vết thương mình bé nhỏ lại bằng cách chế tác ra năng lượng tỉnh thức của bình an, của thương yêu, không được quên, không được gây tổn hại đến vết thương của mình. Thành ra có nhiều người đi tu, dành cả đời đi tu nhưng mà lại không làm công việc chính của một thầy tu. Công việc chính của một thầy tu đó là trở thành người tỉnh thức, trở thành người có trí tuệ. Sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Bằng cách nào đó, nhiều pháp môn, nhiều phương cách để đi đến mục đích chính, đó là đi vào tâm. Tại vì tu là phải tu tâm, ít nhất theo truyền thống của Phật giáo, như là ông bà mình đúc kết bằng một cái câu rất là gãy gọn: tu tâm dưỡng tánh. Tu gì mà nó không có sửa được tâm, không chuyển hóa được tâm, không thấy tâm mình mỗi ngày là thất bại, là đi đường vòng nữa rồi, là không đi vào trọng yếu. Có thể mắc kẹt trong việc lễ lại, cầu nguyện, rồi tổ chức, rồi xây dựng, rồi rất nhiều thứ. Tất nhiên là đó là những cái phương tiện để hỗ trợ cho việc tu tập, nó có đường dài, có chất lượng cho nhiều người cùng tham dự vào. Nhưng mà phải đi vào cái lõi, đúng việc, right job, đúng việc của người tu là phải tu, là phải chuyển hóa. Hình thức tu vẫn chưa đủ, ngồi thiền, tụng kinh, cầu nguyện, lễ lại vẫn chưa đủ, kể cả hành thiện miên mật cũng vẫn chưa đủ. Phải đi đến cái cốt lõi của việc tu, đó là thay đổi tâm tính từ tiêu cực trở thành tích cực, từ phàm tình để đi về bớt phàm tình, thánh nhân. Chúng ta thường không làm đúng việc của mình, chúng ta chạy quàng xiên lăng xăng, bởi vì chúng ta không có tập trung, mất đi cái năng lực tập trung. Mình đã từng xác định mục tiêu rõ ràng rồi, nhưng mà khi bước vào thì lại chạy lòng vòng, bị thói quen cũ dẫn dắt, bị hoàn cảnh thu hút. Thí dụ như là đúng việc của một nhà lãnh đạo, đó là gì? Đó là phát triển chiến lược, xây dựng đội ngũ, kiến tạo hệ thống, và đặc biệt đó là luôn là một tấm gương sáng ngời, một nguồn cảm hứng, như một ngọn cờ chính nghĩa. Chứ không phải một nhà lãnh đạo là đi làm những chuyện không có liên quan, làm chuyện của người khác, làm chuyện của nhân viên, làm chuyện của khách hàng, làm chuyện bao đồng, mà cái việc chính lại làm không tốt. Cho nên trước khi mình làm một cái good job, làm việc cho hay, thì mình phải làm một cái right job, làm đúng việc cái đã. Vậy chứ đúng việc của cha mẹ là gì? Không phải là để dạy con đâu, không phải là để uống nắng con cái đâu, không phải là chạy lo cho con học trường này trường nọ, không phải là đi làm kiếm nhiều tiền để cho con có tương lai đâu. Mà đúng việc của cha mẹ đó là làm người lớn, làm điểm nương tựa tinh thần. Cha mẹ cứ là cha mẹ, làm tốt nhất cái việc cha mẹ sống hòa thuận, thương yêu nhau đi.
cha mẹ truyền thông với nhau rất là tốt đẹp. Cha mẹ xây dựng một hệ sinh thái gia đình rất là êm ấm, thuận hòa, sống có đạo đức, có giá trị, biết tôn trọng lẫn nhau. Con cái nó sẽ học từ đó. Nó sẽ tự biết cách chọn lọc và học hỏi như thế nào phù hợp với nó. Dĩ nhiên là cha mẹ cũng có thể nhắc nhở, cũng có thể dìu dắt, nâng đỡ một chút xíu trong những lúc con mình đã không thể tự chủ được, chưa tự giúp bản thân hoàn toàn được. Nhưng mà phần lớn là phải để con mình tự học. Mình tạo ra môi trường, mình tạo ra nguồn cảm hứng, mình tạo lên tấm gương. Đó là công việc chính của cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ không làm cái việc chính đó tốt mà lại tập rồi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Con kiến đi trên cái miệng chán, đi hoài, đi hoài. Nó tưởng nó đã thoát rồi nhưng mà nó đi cái vòng lặp thôi. Lặp lại thói quen cũ, lặp lại quan niệm cũ, ở trong cái khuôn thước cũ kỹ, chưa từng được đập vỡ, khai phóng ra. Nếu như mình vẫn chưa tìm được một phiên bản mới, một con người mới, ít nhất là một nhận thức mới, thì chắc chắn là mình sẽ tiếp tục thói quen cũ. Vì thói quen là chịu sự chi phối của nhận thức. Nhận thức thay đổi trước rồi thói quen từ từ thay đổi sau. Nhưng mà khi nhận thức đã thay đổi rồi thì thói quen sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Đức Phật nói phần lớn những khổ đau trong đời là do con người mắc kẹt vào tâm si của mình, của mô hà, của delusion. Mà tâm si có nghĩa là vô minh, là thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết về cuộc sống, bản chất của đời sống, thiếu hiểu biết về chính con người của mình. Mình tưởng là mình biết hết con người của mình rồi, nhưng mà mình biết rất là ít. Và luôn luôn bất ngờ về những phản ứng kinh khủng của mình, về những nhận thức hạn hẹp tầm thường của mình. Là vì khi chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta lại cứ đi lòng vòng, bắt chước người này người nọ, đi theo dòng chảy của xã hội, đi theo nhu cầu của xã hội. Mình tưởng rằng mình làm như thế thì sẽ được khen ngợi, sẽ được công nhận, sẽ được yêu thương. Mình đã từng sống theo những cái mong cầu, mong muốn của người khác, theo quan điểm của người khác. Để rồi mình lúc nào cũng đeo lên gương mặt của mình những cái chiếc mặt nạ, những cái persona. Theo Khai Dung là nhà phân tích tâm lý, cho rằng là mỗi chúng ta bước vào trong cuộc đời này đều đeo những chiếc mặt nạ xã hội, sống theo nhu cầu của xã hội. Dĩ nhiên là mình cũng có lợi ích đấy, mình cũng được thụ hưởng đấy, nhưng mà đó không phải là con người thật của mình. Mỗi ngày mình đều phải đối phó, đều phải trình diễn, đều phải làm sao cho được khen, ít nhất là không bị loại trừ, không bị ghét bỏ. Thì đó chính là những chiếc mặt nạ. Ngay cả về bên cạnh những người thân của mình, những người mình tin tưởng, mà mình cũng không dám lấy chiếc mặt nạ ra, không dám sống thật. Và không còn nơi nào để sống thật hết. Cái chỗ nguy hiểm nhất đời người hầu như là ai cũng sẽ trải qua. Nguyên nhân chính là vì chúng ta vẫn chưa làm đúng việc của một con người. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, phần lớn những người mà chỉ có thể biết được đúng việc của một con người để sống, tức là sống một cách sâu sắc và có giàu giá trị, là chỉ khi con người đi qua những trận khủng hoảng, phải mắc phạm sai lầm, phải đeo lên những chiếc mặt nạ xã hội như bao người, để rồi từ đó mới nhìn thấy bi kịch, nhìn thấy vấn đề. Từ những khổ đau vì mắc phạm sai lầm đó, con người mới đi tìm con người chân thật bên trong.
Lúc đó gọi là nhu cầu của con người. Khi chúng ta nghe được cái tiếng nói bên trong, tức là nhu cầu của con người, nó đã từng bị cái tiếng nói xã hội ở trong đầu nó lấn át, đè bẹp, thì may mắn quá, trong những phút giây khổ đau, chúng ta quay về kết nối rất là sâu với chính mình. Còn một cách khác nữa đó là nhờ thiền tập. Nếu mà may mắn các bạn đến với thiền tập khi mà khổ đau chưa đến, thì chúng ta cũng có cơ hội lắng nghe được tiếng nói bên trong của mình. Nhưng mà trớ trêu là những người mà ít khổ đau thì tu không được, tu không sâu, còn nhẫn nhơ lắm, còn dễ bị thu hút ngoại cảnh, cũng làm không đúng việc, vì nó cũng mang lại chút hạnh phúc cho mình mà. Thế cho nên là cũng phải khổ đau, cũng phải lên bờ xuống ruộng, cũng phải thăng trầm đầy đủ rồi quay vào bên trong nó mới ngon lành, nó mới chắc chắn được. Vì mình không còn tin những cái cách cũ kỹ nữa, thì mình mới đi tìm một con đường mới và tập trung toàn lực cho nó. Và khi bạn đã làm đúng việc rồi, được sống sâu sắc mỗi ngày, được sống có giá trị mỗi ngày. Giá trị ở đây có nghĩa là bạn mời lên được những cái phẩm chất quý giá trong tâm hồn của mình, chứ không nhất thiết chỉ là tài năng hay là sự thông minh. Đôi khi chỉ là một câu nói có tính chất ủi an, một ánh nhìn đầy cảm thông, một lời cảm ơn, một cử chỉ chăm sóc vỗ về, hoặc đôi khi chỉ cần chúng ta có bình an, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có yêu thương và lan tỏa những năng lượng đó đến những người xung quanh, họ cảm thấy nhận được rất nhiều năng lượng an lành từ chúng ta, là chúng ta đã cống hiến, đã có giá trị, đã làm lợi ích cho đời rồi. Thiền sư Làng Mai, thiền sư Thích Nhất Hạnh có một bài thơ rất là chạm, đó là đi vòng quanh. Này người đang đi vòng quanh, hãy dừng lại. Anh đi như thế để làm gì? Tôi không thể không đi, và vì tôi không biết đi đâu nên tôi đi vòng quanh. Này người đang đi vòng quanh, anh hãy chấm dứt việc đi quanh. Nhưng nếu tôi chấm dứt việc đi, thì tôi cũng chấm dứt tôi. Này người đang đi vòng quanh, anh không phải là sự đi quanh. Anh có thể đi, nhưng không cần đi quanh. Tôi có thể đi đâu, anh hãy đi tìm anh. Anh hãy đi tìm người thương. Vị hiền triết hay là vị thiền sư hỏi là anh đi như thế để làm gì vậy? Đó có phải là mục tiêu lớn lao tối thượng nhất của đời sống không? Anh đi như thế có hạnh phúc không? Anh đi như thế là anh sống sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời anh chưa? Hay là anh chỉ đi theo thói quen thôi? Anh chỉ đi vì mọi người cũng đi như thế, dòng người rầm rập đi về hướng đó thì anh cũng đi. Anh đi vì anh không biết làm gì khác ngoài cái chuyện đó, anh chưa tìm được cái gì khác hay ho hơn. Thì cái kẻ hành hương, cái kẻ lang thang, kẻ mộng du đó hỏi với vị hiền triết, vị thiền sư là nhưng mà nếu tôi không làm như thế thì tôi làm gì bây giờ? Tôi không đi lòng vòng như vậy thì tôi phải làm sao đây? Vì đó là hành trình đời người mà, ai cũng vậy mà. Vị hiền triết, vị thiền sư nói không phải đâu, anh vẫn có thể đi,
anh không cần phải chấm dứt cái hành động đi, anh cũng phải sống. Vâng, anh phải sống, anh cần phải mưu sinh, anh cũng cần có những liên hệ tình cảm, nhưng mà không nên như cách cũ nữa. Không nên làm như một kẻ mộng du, sống một cách vô thức nữa. Anh hãy làm cho hành trình cuộc đời anh trở nên đẹp đẽ trở lại đi. Anh hãy trở về đúng với giá trị cốt lõi của đời sống. Anh có thể đi, nhưng không cần đi quanh, nghĩa là đi thẳng, đi trực diện vào cái lõi của đời sống. Anh có thể yêu, nhưng mà yêu sao cho hay, cho đẹp, cho cao thượng. Anh có thể làm, anh có thể nắm bắt nhiều mục tiêu, nhưng mà làm sao để mà cái hành trình đó là hành trình có hạnh phúc, mang lại giá trị cho anh và cho tất cả mọi người. Vì cuộc sống là một sự vận động mà. Nhưng mà nếu để có thể làm được điều đó, muốn làm được điều đó, thì anh phải dừng lại trước đã. Dừng lại để không tiếp tục nuôi dưỡng thói quen cũ, lề lối cũ, khuôn thức cũ, rồi mới đi trở lại, đi chậm chậm, rồi đi theo tốc độ nào đó anh muốn. Miễn làm sao là khi đi trở lại, anh vẫn sống sâu sắc, giàu giá trị, giàu ý nghĩa. Mà để làm được điều đó thì tôi cũng có thể nói cho anh biết đấy. Nếu như anh muốn, thật sự là muốn biết bằng cách nào để tìm ra một con đường đúng để đi, tìm ra được con người thật để sống. Nhưng mà chưa chắc là tôi nói mà anh tin đâu. Vậy nên là anh hãy đi tìm anh. Tự anh đi vào trong chính mình để tìm con người thật của mình. Còn nếu như anh đuối sức thì anh hãy đi tìm người thương. Tôi cũng thương anh, hoặc là những người bằng hữu, những thiện hữu tri thức, những người thương không có điều kiện, thật sự là muốn anh được tốt hơn, mà họ có kinh nghiệm rồi, họ đã tìm thấy con đường rồi. Sai rồi sửa, sai rồi sửa, để cứ tiếp tục đi lòng vòng, chúng ta sẽ mệt, chúng ta sẽ kiệt sức, chúng ta sẽ chán nản, sẽ tuyệt vọng, rồi cũng sẽ không còn muốn tìm một cái gì nữa, vì có quá nhiều vết thương trong tâm hồn. Dòng đời của chúng ta rất là ngắn, thật là ngắn ngủi. Chúng ta không biết ngày mai còn sống được trên cuộc đời này nữa hay không. Cho nên ngay từ bây giờ, kể cả ngày hôm nay và buổi sáng hôm nay, phút giây này, chúng ta hãy làm đúng việc của mình đi. Đúng việc của một con người, làm người, là một sinh vật linh thiêng màu nhiệm, biết hiểu và biết thương, luôn luôn mở các giác quan ra để có thể tiếp xúc sâu sắc với thế giới này, để gắn kết sâu sắc với thế giới và cả tâm hồn của mình. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Chúc đại chúng trở về suy gẫm thật nhiều về hành trình cuộc đời mình, xem mình đang định vị, xem là mình đang đứng chỗ nào trên hành trình hạnh phúc và tự do. Mình có đang đi lòng vòng không? Mình đã làm đúng việc của mình chưa? Đúng việc của một người lãnh đạo, đúng việc của cha mẹ, đúng việc của con, đúng việc của một công dân trong xã hội và trong trái đất này, đúng việc của một con người. Xin cảm ơn đại chúng, hẹn gặp đại chúng trong buổi tới.